Sau trận đấu rất thành công cách đây 2 tuần, Huỳnh Như tiếp tục tỏa sáng cùng câu lạc bộ Lanh ở trận đấu thua vòng 3 giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha. Làm khách trên sân của câu lạc bộ Ovarense, Huỳnh Như đã có thêm một cú đúp trong màu áo của câu lạc bộ mới với 2 bàn thắng ở các phút 13 và 23. Cùng với màn trình diễn chói sáng của nữ tuyển thủ Việt Nam, Lanh FC đã dẫn trước tới 5-0 chỉ sau 25 phút, sau đó chơi chậm lại để giữ nguyên tỷ số đến hết trận đấu. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Huỳnh Như lập cú đúp khi được đá chính cho Lanh FC. Với những màn trình diễn ấn tượng, cầu thủ quê Trà Vinh đã giành thêm niềm tin từ huấn luyện viên Daniel Pacheco, hứa hẹn sẽ còn có thêm nhiều cơ hội thể hiện khả năng của mình ở câu lạc bộ đang đứng thứ 6 giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.